mẹ là một bà phù thủy ác độc, lúc nào mẹ cũng bắt con phải làm theo ý mẹ. Lúc nào mẹ đâu có hiểu là con như thế nào đâu, mẹ có hoàn hảo không mà mẹ cứ đòi hỏi con là phải hoàn hảo. Trời ơi, mẹ có hoàn hảo hay không mà mẹ đòi con hoàn hảo? Đúng là cảm giác mình như thế nào cô? Buồn ghê chứ. Buồn hả cô? Tự nhiên sao mình muốn là mình rèn cho nó để cho nó vô nề nếp chút, vô người cỡ tuổi đó nếu mà buông á thì dễ bị bạn lôi kéo đó. Ngoài cái trận mà nhật ký ra, mình còn cái trận nào lớn nữa không cô? Trận mà nó ghi dấu ấn tuổi thơ của Thanh Trần không cô? Có, lớp đó lớp mấy rồi, người bỏ đi chắc lớp 10, 11 gì đó, cậu với nhà la rồi không lo học, ngồi im không nói câu nào, cứ tức chỉ bỏ đi. Nhà tìm nhà ba bông bà ngoại cũng sốt ruột, tính mẹ thì cũng nóng, mấy bác mấy cậu đi kiếm nguyên đêm, đi kiếm chỗ này chỗ kia không thấy. Mà không kiếm ra là đi mấy ngày cô? Một tối đó. Một tối. Sáng bữa sau tự về. Thanh đi đâu vậy em? Em ra công viên. Công viên của nhà anh Phụng đúng không? Không. Không công viên Lê Văn Tám. Gan dữ gì con. Ra ngoài ăn chi vậy? Ra công viên đó ngồi ghế đá gì đó. Khóc, khóc không? Khóc. Xong mà... bị ma hù, sợ quá. Ma hù nữa. Ma nào mà sống mà chết. Ma chết. Thiệt hay lắm. Sao kể nghe coi chuyện ma nè. Trời ơi, là em ngồi, em đang khóc. Em mở kiến ra, em dòm coi mắt mình có sưng chưa. Xong tự nhiên em thấy một cái bóng xẹt qua, con lao kiến lại con nhìn một lần, nó con lớn xuống liền luôn. Ghê lắm. Ở trên cái cây á, cây sau. Ghê lắm, nhìn ma khủng khiếp lắm, nó là ám ảnh luôn. Đó xong em đơi nè, xong em lớn xuống cái ghế đó, em lớn xuống từ từ, em lớn xuống, em lớn ra ngoài công viên. Em lết ra ngoài đường, em ngồi gốc cây, em ngồi em thở. Mà ghê quá, ghê quá má ơi. Xong đi về, ghê quá, sợ quá. Xong rồi cái đi đường gặp biến thái. Gặp biến thái. Trời ơi. Em đi đâu vậy em? Trời. Xong, sợ quá, em không biết làm gì. Em nghĩ, thôi chết rồi, giờ phải giả bệnh lên cơn. Sợ quá, thằng nó chạy đi. Nó rất là thông minh, nó rất là cá tính, mà nó bỏ đi mà rồi nó còn biết tự bảo vệ nó bằng cách là giả bệnh. Xong rồi về chưa hay là còn đi đâu nữa? Thì tới rạng sáng em về. Mấy giờ em? Khoảng cỡ 5-6 giờ gì đó. Mà khóa máy luôn hả? Ba mẹ điện không được luôn hay sao? Hết pin chứ không phải không? Hết điện pin không rồi. Gọi được. Em muốn gọi nhưng em hết pin là em không gọi được. Mà lúc đó có muốn về hay không? Em muốn về, em vừa thấy ma là em muốn về liền. Cái lúc về là khác, vừa đói vừa khác. Vô được tới nhà, bước vô nhà tắm uống nước giếng uống cũng. Trời ơi, mà lúc đó em nhớ về lúc mấy giờ sáng không? Dạ khoảng cỡ 6 giờ. Về xong hỏi qua mẹ kiếm con không? Không, mẹ không kiếm mày đâu. Trời ơi. Mẹ không kiếm mày đâu. Không đi nữa. Có nghĩa là trong mường tượng nghĩ là chắc hôm qua mẹ khóc dữ lắm. Đêm đó em có ngủ được không hay thức suốt một đêm? Không ngủ được. Đó đúng không? Viết ngay. Ủa, thức suốt một đêm. Thức suốt một đêm không ngủ được rồi. Xưa giờ nó có đi bao giờ? Đúng rồi. Rồi không, không biết bao giờ mà đi sao? Đêm bao giờ? Rồi cái tuổi thơ là có cái trận nó lớn nhất hả con? Đúng rồi. Là không có trận nào nữa. Không, xong đi trận đó về là mới có kinh nghiệm mới nói là mẹ ơi, con thấy bây giờ đi ra đường trong vòng tay cha mẹ mới được yên ấm, chứ ra đường ngoài đường nhiều cái ghê quá. Thanh có phải là người mà hay thể hiện tình cảm với cô? Sau này cái có viết cho mẹ sinh nhật mẹ viết một lá thư, là con cảm ơn mẹ rồi thời gian trước mẹ khó khăn, mặc dù con có hỗn hay là hư với nên ương ngạnh với ba mẹ, nhưng mà nhờ mẹ dạy dỗ con nhiều, chữ viết con cũng đẹp rồi, con việc nhà con cũng biết làm ra đường, nhiều người cũng khen là biết làm việc nhà rồi biết cơm cũng biết nấu ăn. Dạ. Nhờ mẹ khó khăn như vậy thì con mới nên người. Dạ. Sau này Thanh mới hiểu mẹ thì mới là tâm sự nhiều hơn. Dạ. Đó. Ủa, trời, còn giữ năm hả? Còn giữ đó. Ở đây mới cho con mượn hay cô cho con mượn? Nó viết từ năm 2016. Ủa, chữ đẹp quá vậy. Happy birthday mom. Hôm nay là ngày 7 tháng 11 sinh nhật của mẹ. Năm nay con không có quà gì nhiều hay đắt tiền cả, chỉ mong là qua những việc con làm sẽ khiến mẹ vui và có một sinh nhật ý nghĩa. Nói thật là sinh nhật người ta vẫn thường vui vẻ chúc nhau những cái điều tốt đẹp, nhưng mà con thì ngược lại. Con thấy buồn vì mẹ đã già đi thêm một tuổi. Trong cái khoảng thời gian qua, con đã không làm được gì nhiều cho mẹ. Con biết con chưa phải là đứa con ngoan. Con biết con đã thất hứa và làm mẹ mất niềm tin ở con nhiều lần. Và con cũng biết là con vẫn chưa bằng ai trong cái xã hội này cả.
Từ nhỏ đến giờ, con đã gây ra nhiều lỗi lầm với ba mẹ. Nhiều lúc con cũng tự bỏ thời gian ra suy nghĩ rằng có những chuyện hồi đó con ghét và thù ba mẹ nhiều lắm. Tại sao hồi đó con lại viết chữ sai có một tí thôi mà mẹ đã bắt xé hết nguyên quyển tập rồi viết lại? Tại sao lúc con bệnh không cho con nghỉ ở nhà mà cứ bắt con phải đi học? Là tại sao hồi đó cứ tập cho con làm việc nhà chi cho sớm? Thật sự sau này con mới thấy hết được những cái lợi ích của những việc đó. Nhờ mẹ xé tập bắt ghi lại nhiều lần mà con mới có được cái nét chữ đẹp như bây giờ. Nhờ chở con đến trường đi học ngay cả khi con bệnh thì con mới không dễ nản trên con đường học tập khi có khó khăn. Và cũng nhờ tập cho con biết làm việc nhà nên bây giờ con muốn làm gì cũng dễ. Làm được nhiều thứ và nhận được lời khen từ mọi người cũng làm cho con tự tin hơn về bản thân mình. Con cảm ơn ba mẹ. Cái cô giữ cái bức thư tới bây giờ. Bây giờ mình nhìn thấy mình hay ngại ngại đúng không Thanh? Nhưng mà đây chỉ là cái kỷ niệm mà rất là đáng nhớ bây giờ. Thử coi em viết được như vậy, em viết được không? Không thể nào viết được đúng không? Viết được không? Được chứ. Được chứ. Ủa được luôn hả? Sao vậy? Ủa giờ viết thư cho mẹ được luôn hả? Nếu mà em viết ra thành thư thì em có thể viết được. Nhưng mà em nói bằng lời, không biết sao không nói được. Cô nghĩ rằng đây là một cái đứa cực kỳ cá tính nhưng mà rất là hiếu thảo, mạnh mẽ nữa. Em học sau cấp 3 là em học trường đại học nào vậy? Dạ em học Hutet. Hutet. Nhưng khi em vô đại học lúc đó em đã nổi tiếng rồi nên em cũng không có lo học cho lắm. Mà sao vụ gì để nổi tiếng nha em? Vụ gì để em cộng đồng mạng sốt về em vậy? Dạ thì hồi đó em bị bạn chọc ghẹo vú lép. Tức. Nhưng mà không chửi trước mặt được. Về làm clip chửi bưng quơ. Trên Facebook được thôi, em nhớ nó năm mấy hả? Em chỉ up lên lúc đó là em học lớp 12. Xong về em làm clip em up lên. Xong em đi ăn xong về tự nhiên, ủa trời quá trời xe, quá trời like. Nhiều người đồng cảm quá. Đó, xong rồi cái em mới làm clip tiếp vậy đó. Xong cái bắt đầu nổi lên từ. Thì lúc Thanh nổi tiếng là mẹ Thanh không hề biết. Tới hồi đứa bạn á, ê con mẹ Thanh, con mẹ nó nổi tiếng lắm. Ủa nổi tiếng gì? Để tao tát cho mày coi cái clip của nó nha. Lúc đó vô mới thấy là trời ơi, nó quay cái clip ở nhà không hề nghe nó nói tiếng nào hết mà lên clip trò cái miệng đó nói liên mình bất ngờ luôn. Thanh là một người mà cộng đồng mạng ta để ý tới cô thì chắc chắn nhiều người thương cũng có nhiều người ghét, mà khi mà nhiều người mà ghét quá, vượt qua những cái đó như thế nào Thanh? Lúc mà em đọc mấy bài post về em là em cảm giác như là mệt mỏi quá hả? Ai cũng kiểu như là không vừa lòng được bất kỳ ai á. Không rồi lôi luôn cả con của em vô. Mà trong khi mình chỉ làm clip vui thôi, không làm cái gì hết. Xong rồi lúc đó mẹ ra mẹ đó như cũng thế nào mẹ? Mũi nó thôi con ráng được qua đi, cuộc sống thì kẻ thương người ghét đúng thôi. Thì bây giờ cũng đỡ hơn khoảng cỡ 3-4 phần so với trước đây rồi. Dạ ngoài cái đó là cái biến cố mà ba với mẹ ly hôn quá Thanh, thì lúc đó em bước qua cái cơn sốc như thế nào? Khoảng lớp 12 là khoảng thời gian đó là xin là đại học. Chắc thi xong. Xong rồi cái em thấy những cái lần ba mẹ em cãi lộn tần suất rất là nhiều. Nếu như ba mẹ không yêu thương nhau nữa thì cứ ly dị đi, em rất là ủng hộ luôn. Đó thì cái khoảng thời gian lúc ba mẹ nghe lộn hoài, kiểu như em ở đây mệt mỏi quá, xong em quyết định em qua nhà trai ở. em đi trốn thực tại, em ơi là lúc em cũng không biết tại sao làm vậy. Em ở nhà em cứ suy nghĩ hoài, em áp lực lắm. Sao em mới qua nhà chồng em hiện tại đó. Thì mẹ chồng em cũng gọi điện cho mẹ, em nói là để cho Thanh qua ở một thời gian đi. Thì đó, xong rồi khoảng thời gian đó em có lỗi với mẹ là em để cho mẹ ở lại một mình. Mẹ với ba tự giải quyết với nhau. Thì sau này em gái em có ở với mẹ, vẫn ở với mẹ hả? Không, cái về nó thấy mẹ khóc vậy mới thấy có lỗi với mẹ. Có an ủi mẹ không? Lúc đó có an ủi mẹ không? Có, Thanh cũng ăn nói thôi mẹ. Cô, mẹ cảm thấy mẹ vui được thì mẹ cứ làm theo ý mẹ đi. Mẹ ở tiếp hoặc mẹ ly hôn con đều chấp nhận hết. Nhờ có hai đứa con gái kế bên nên mình cũng an ủi rất là nhiều. Lúc mà nhà biến cố sau khi ba mẹ ly hôn á thì cái cảm xúc của Thanh như thế nào Lâm? Thì lúc đó em cũng nghĩ là thôi kệ, giờ ba mẹ vậy rồi thì mình lớn rồi mình chấp nhận được, quan trọng là em gái của em như thế nào thôi. Đó, xong rồi sau này cũng mừng là ba mẹ em đã có cuộc sống riêng. Ba em chụp hình chung với lại một người khác. Em còn đăng lên em chúc mừng, em đăng lên story. Vậy hả? Dạ đó, thì em thấy là trời, chúc mừng ba đã tìm được cái người mà ba yêu thương đó. Thì hy vọng mẹ cũng vậy. Em có hối thúc mẹ đây có người thì có, khác em nói có không? Quen ai nói con nghe này, có gì đâu giấu. Vậy luôn hả? Bao nhiêu tuổi là Thanh lấy chồng Thanh?
20, 21 gì. Quen bao nhiêu lâu rồi đám cưới vậy Thanh? Dạ, cỡ 4-5 tháng gì đó. Chuyện gì tới nó cũng đã đến. Có bầu. Có bầu. Có bầu hả? Bầu sao? Cưới hả? Có bầu trước. Nói thiệt. Em công khai luôn. Có. Hoang mang không em? Lúc đó mày chưa cưới mà có bầu hoang mang không? Không, lúc đó em sống mẹ suy nghĩ đơn giản lắm. Con nói này nè. Con nói mẹ nè. Con có bầu rồi. Rồi, lúc có cảm giác cô sao cô? Trời, cô nói bây giờ giờ có bầu thì tùy con muốn sao. Nó thôi con muốn để con đám cưới nè. Thì tùy con. Đang có bầu đi khám thai xong rồi vô bệnh viện phụ sản, nói là bệnh viện phụ sản là cái phòng bình thường em hay khám thai. Tự nhiên mẹ em cũng ngồi đó. Trời ơi, hai mẹ con chết. Chết. Rồi dù sao rồi tình rồi. Mẹ có bầu hả? Mẹ có bầu hả? Không, tôi có bầu đâu. Chết. Ủa, còn đây có nhiêu có bầu mà. Không, khá bình thường không có gì. Phụ nữ thôi. Khá phụ nữ thôi, phụ nữ đồ này nọ. Mà vô tình vô gặp nhau hả? Dạ. Lúc ra đám cưới rồi đúng không? Dạ, cưới rồi, à, bầu bé đầu tiên. Bộ dòng mà chưa đám cưới mà vô gặp con gái mà vô không khai chắc chết luôn á. Cô ở nhà Thanh có tật xấu gì không cô? Thanh chỉ có thức thì khuya. Dạ. Mà ngủ nhiều khi 12 giờ kêu dậy nướng dễ sợ lắm rồi. Thì bây giờ ở nhà chồng có thường xuyên qua nhà thăm mẹ không cô? À, công việc của Thanh thì là bận rộn nhiều. Rồi bây giờ có hai nhóc nữa. Nên Thanh chỉ là hai mẹ con chỉ nhắn tin hoặc gọi điện thoại với nhau. Thanh hồi xưa nấu ăn ngon, biết nấu nhiều món lắm. Dạ. Nhưng mà sau này bận bịu nhiều quá thì cũng ít. Ngủ nướng nè, ở dơ không cô? Không, ở sạch. Con nói thẳng hả? Con nói thẳng dữ vậy con? Dạ không, thường mấy đứa bạn gái rồi đó. Bị bối lắm nhiều. Bị bối, bị bối. Ông Thanh mà dọn dẹp phòng là lúc nào cũng sạch sẽ lắm. Dạ. Dọn mà lúc trước thì cũng hơi ẩu ẩu nhưng mà bị la hoài làm riết thì biết sắp xếp gọn gàng. Dọn dẹp nhà cửa là gọn gàng, sạch sẽ. Cái cách nói chuyện của Thanh ở nhà sao cô? Ví dụ con thấy ở đây thì Thanh nói chuyện rất là thoải mái với mẹ. Thì ở nhà Thanh có tình cảm không hay là nói chuyện vẫn bình thường như là ngang hàng với mẹ cô? Sau này thì nói chuyện giống như là bạn bè. Như hai người bạn. Bạn bè. Rồi lúc trước hai mẹ con chưa có hiểu nhau á thì hai mẹ con chỉ vài ba câu là thấy là không hợp nhau rồi. Dạ. Quá đủ. Quá đủ. Còn bây giờ làm sao như là hai chị bây giờ thì hiểu mẹ hơn hoặc là có cuộc sống, có con, có gia đình. Rồi lại hiểu tâm lý mẹ hơn. Rồi có thể tâm sự được nhiều vấn đề hơn. Thanh rất là có hiếu. Có hiếu. À, lúc mà Thanh tìm kiếm làm được có tiền rồi là có quà ngày lễ hay gì là Thanh hoặc đi shop đi thấy gì mà muốn cho mẹ là mua. Dạ. Món quà nào mà cô cảm thấy cô nhớ nhất? Mà cái kỷ niệm đầu cô tiên, xúc động nhất. Lúc mà Thanh mới học xong sinh nhật, ngay sinh nhật mẹ, Thanh tặng cho mẹ một cái điện thoại lúc đó iPhone 6. Mà lúc đó cũng mắc tiền đó. Không ngờ luôn đó. Ủa sao con làm? Con dành dụm tiền con sắm cho mẹ. Ở chương trình này cô có một điều gì muốn nói với bé Thanh không cô? Cô muốn Thanh phải quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Dạ. Có điều gì mà không vui cứ bộc lộ hoặc là cứ chia sẻ, đừng có để trong lòng. Thanh hay có nhiều chuyện buồn Thanh hay để giấu trong lòng. Đâm ra những cái tâm lý nó không được thoải mái á, và luôn là vui tươi hạnh phúc bên hai thiên thần của mình. Trời ơi dễ thương quá. Còn Thanh, nhân dịp tham gia chương trình này em có điều gì muốn nói với mẹ của em không? Em muốn nói với mẹ là con lúc nào con cũng thấy có lỗi với mẹ. Với những lúc ngày xưa khi mà con còn đi học, con nghĩ chắc lúc con chỉ trâu nên chắc mẹ cũng không có chấp con đâu đúng không? Mà tới khi sau này mẹ ba mẹ ly dị, con bỏ mẹ ở nhà một mình vậy, con cảm thấy con sai với mẹ nhiều. Con cảm thấy là con muốn bù đắp cho mẹ nhiều hơn. Con mong là sau này con sẽ tâm sự mẹ được nhiều hơn. Ví dụ là hồi xưa nó thì sợ bị chửi, nó hay nói xạo, nó vố, nó láo đồ này nọ, hay giấu giấu đầu là đuôi. Nhưng mà giờ hết sợ rồi. Nên là có gì sẽ nói ra hết. Thì sau này lúc mà thí dụ như mà con lớn, con mấy đứa nhỏ lớn thì con sẽ dẫn mẹ đi du lịch, đi chơi đồ nhiều hơn. Mà mong mẹ hãy gần gũi với con nhiều hơn, thể hiện tình cảm nhiều hơn. Thấy không, trời, nó rơi nước mắt mà nó vẫn nói chuyện hề mà. Thấy không, ở trên mạng nó hề lắm, thiệt sự luôn. Dạ, hôm nay con cảm ơn cô cũng như cảm ơn Thanh bỏ thời gian đến tham gia chương trình và cũng đem lại những cái câu chuyện thật là ý nghĩa. Cảm ơn giọt mắt của Thanh rất là nhiều để đem tới trải lòng hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ